Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạc Giang. Thì video này á, mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để mà thay cái bộ mic vô cái lò kéo kéo các bạn. Thì đây là bộ phận cái lò kéo kéo. Thì lò kéo kéo này á, mình chỉ cần mình tháo mấy con ốc ở sau này nè các bạn. Nó có mấy ốc này ha. Nó mình chỉ cần mình tháo mấy ốc này ra thì mình sẽ lấy được cái bộ phận ở đây ra. Đó, đây bộ phận đây ra. Thì đây là dĩ mạch của lò kéo kéo nè các bạn. Đó, thì ở bên trong này thì nó không có gì, các bạn thấy không? Nó đơn giản thôi, lò kéo thì nó chỉ có cái bình đó. Các bạn hát đó mà nó bị ngắt ngắt là do cái bình này nó không cầm điện nữa các bạn. Cái bình này không cầm điện thì hát nó sẽ bị ngắt 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 vậy các bạn đó. Cái bình này thì có một số nó xài tương đương với xe điện mình đó, thì các bạn có thể lấy cái bình xe điện của mình gắn được ha. Này thì cái lò kéo nó cái thùng này nè của mình, thì cái bình này nè nó xài chung với xe điện 4 bình nè, nó mới hư nè, nó hát nó bị ngắt ngắt, mình tháo mình thay hát ok nè các bạn. Thì bên trong cái này nè, các bạn thấy không, nó chỉ đơn giản lắm. Cái thùng này của mình là 3 tấn chữ nha. Thùng này là mình mua được đầu đó bạn, hát cực kỳ là hay luôn. Đó. Thì do hôm trước á mà giờ mình dẹp tiệm mấy bạn. Thì đãi cái mic nó mất tiêu à. Nó có bộ mic nhưng mà bộ mic của nó hát cũng ok lắm các bạn. Tuy nhiên là mình nó mất tiêu cái mic rồi, bây giờ là mình mua cái bộ mic mới về mình thay. Nó vào cái bộ mic mới thì ở ngoài giá thị trường thì có rất nhiều loại luôn các bạn. Đó, nhưng mà mình mua loại này là loại xịn nè các bạn thấy không? Nhìn là biết ok nè. Đó, loại này là hát là nó hút cực kỳ là hút ok luôn ha. Đó, thì sau khi mình mua thì ở ngoài cửa hàng nó sẽ cho mình một bộ như vậy nè các bạn. Đó, một bộ như vậy ha. Đó. Thì mình mua thì mình hỏi bà chị bán phụ kiện đó. Bà nói mic này là hát là cực kỳ là hay luôn. Thì mình nghe bà. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn bằng cách để mà thay xử lý ha. Thì khi các bạn gã dĩ ra nè các bạn, thì ở đây nó sẽ có hai con ống nè, ốc dẫn này nè các bạn. Dẫn qua mặt thì mình đáo hai ống này ra thì mình lấy cái dĩ này ra. Đó. Thì các bạn khi mà mua cái mic này nè các bạn. Khi mà mua cái mic này ha, thì mình cần để ý các bạn, ở nhà của mình nó sẽ có một cái dĩ nè các bạn. Cái này là cái dĩ của cái bộ mic này nè. Đó, thì cái dĩ này mình sẽ gắn vô thùng lò kéo kéo đó các bạn. Thì ở đây nó sẽ có 4 dây. Đó, 1, 2, 3, 4. Thì các bạn cần phải tìm cái mạch làm sao, cái mạch bo này nè. Nó xài 4 dây giống như gan gì nè các bạn. Thì vậy các bạn gắn vô ok ha. Đó. Còn nếu mà nó xài 5 dây gì nè. 5 dây thì các bạn cần phải mang ra tiệm điện tử ha. Cho người ta chuyển mạch lại các bạn. Thì cái mạch đó là mạch khác. Nếu mà có trùng như vậy thì ok. Thì các bạn chỉ cần tháo cái mạch cũ này ra. Thì đây cái mạch cũ nè các bạn. Còn cái mạch mới này mình đã gáp vô rồi nè. Thì cái này đơn giản thôi, đi nó có một cái giắc này, các bạn rút cái giắc này ra nè, ở đây nó một cái giắc nè, các bạn rút cái giắc này ra thì mình gắn cái giắc này vô. Thì lúc này á thì cái mic nó vào hoạt động nè, mình bấm lên rồi nè các bạn thấy không, mình đã mở nguồn rồi nè. Ở đằng sau này nó có nút mở nguồn nè các bạn, đó mình mở nguồn nè. Thì lúc này nè các bạn thấy mình mở cái mic lên nè, đó cái mic của mình đã hoạt động rồi nè. Đó, thì các bạn thấy không, cái mic của mình nó đã hoạt động ok nè. Đó, cách gắn là cực kỳ đơn giản, không có gì cho các bạn. Đó, cứ yên tâm ha, các bạn không cần phải sợ lộn những cái chui này, thì mình gắn đúng nó là ok. Thì các bạn sau khi mà mình lắp ráp cho xong nè, thì các bạn thấy không, cái mic của mình nó đã hoạt động là ok ha. Nó cách lắp ráp là như vậy đó, cực kỳ là đơn giản, không gì khó cho bạn. Mình có thể tại nhà mình có thể lắp được ha, không cần phải mang ra thợ làm gì. Rồi, mình là trong bạn Giang ha. Video mình đã kết thúc, các bạn xem video mình ok thì nhớ cho mình like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.